Nam mô A Di Đà Phật. Cảm niệm công đức của chư tôn đức ni ở chùa Huệ Lâm đã có nhà ý mời thỉnh trung đạo về đây để chia sẻ những chứng nghiệm tâm linh trong việc tu niệm Phật. Mong rằng sự chia sẻ của trung đạo có lời lạc gì đó cho sự tu học của mình, của ngày hôm nay, của ngày mai và cả đời. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc tất cả chư tôn đức ni chùa Huệ Lâm một sự an lành, thân khỏe, tâm an, bồ đề tâm kiên định, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Đồng thời chúc tất cả đạo hữu Phật tử có mặt trong ngày hôm nay thân khỏe, thân tâm an lạc, ngày an lạc, đêm an lạc, sáu thời an lạc và trong đời tu học được an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Huynh đệ chúng ta là chúng ta mình cắt ngắn con đường tu là bằng cách niệm Phật, có đúng vậy không? Dạ đúng không? Niệm Phật, đúng không? Chúng ta dùng chữ niệm Phật. Thực sự tụng niệm là một, tụng thì mình la to hơn rồi niệm nó nhỏ hơn, nhưng tụng niệm chính là một. Rồi bây giờ mình nếu mà tụng làm biến quá lớn tuổi thì thôi mình niệm thôi, mà làm biến là chủ nhân của bệnh tật á. Chúng ta muốn niệm Phật có kết quả như ý á, hôm nay trung đạo chia sẻ với huynh đệ là sống như thế nào trong tiếng niệm Phật của mình để mình đạt được kết quả tu học như sự mong muốn. Mình phải sống như thế nào để đạt được kết quả đó. Trung đạo muốn chia sẻ những cái chứng nghiệm, những kinh nghiệm để chúng ta đạt được kết quả theo sự tu tập của mình. Trung đạo trong lúc chia sẻ như vậy, trung đạo có những điều thật là thẳng thắn để mà chúng ta giúp nhau tu sửa, tu bổ, tu chỉnh. Nếu huynh đệ cảm thấy mà bị xúc phạm hay va chạm á, thì cũng tha thứ cho trung đạo chút xíu. Tại vì người tu phải nói thật, nói thẳng như vậy á thì mình mới sửa được. Thứ nhất, trung đạo muốn cho huynh đệ biết trung đạo là người không có cần Phật tử. Không cần Phật tử, ở chùa trung đạo không cần Phật tử, mà chỉ cần những người đệ tử có lòng tu là đủ. Ngày nào tới tu trung đạo cũng cho tu hết, giúp đỡ cho tu tận tình luôn. Còn tới mà lăng nhăng trung đạo đuổi thẳng tay, không cần nịnh. Nói thẳng vấn đề để chi? Để người ta nhìn thấy sự thật, đến chùa để mở tấm lòng ra với huynh đệ, với Phật Pháp, với các cô tăng ni trong chùa. Nếu những người đó đến, trung đạo rất là hoan nghênh. Còn đến để mà tạo phiền phức thị phi thì trung đạo sẽ sẵn sàng có thể đá đít ra khỏi chùa cũng được, mà vui vẻ để làm. Huynh đệ chấp nhận tới đây là chấp nhận tiếp nhận sự tu hành, tu sửa, tu bổ, tu chỉnh. Ngồi xuống là có cơ hội học thêm nhiều điều hay lẽ phải trong Phật Pháp. Tuy nhiên chúng ta cố gắng làm sao những gì không cần thiết cho cuộc sống tu học thì bỏ liền tức thì. Những gì cần thì giữ lại để tiếp tục tu luyện mà tiến hóa. Như vậy sự sống tu học của mình mới có kết quả như mong muốn được. Đúng vậy không? Đi tu là bỏ rác mà, đâu phải đem rác vô nhà đâu. Mình quét rác mình xong rồi, giúp người bên cạnh quét phụ họ, gọi là tự giác mới giác tha được. Còn mình chưa tự giác thì đừng có nhúng tay vô việc nghiệp quả của chúng sanh. Mình chưa có đủ lực chịu đựng, chưa đủ đạo hạnh để hoán chuyển. Mình chưa hoán chuyển tâm thức mình được thì không có đủ tư cách hoán chuyển tâm thức của người bên cạnh được, ngay cả gia đình mình luôn. Đúng không? Mình còn lụm thụm đủ thứ chuyện, làm sao mình đủ sức để làm việc khác? Mình chỉ gánh được có 20 kg thôi, thì kể nó gánh khi nào mà mình đủ lực rồi gánh 50 kg, 100 kg, 1000 kg, lúc đó mình ra sức mình gánh để phụ huynh đệ ba tánh chúng sanh cùng đi với chúng ta trở về cha mẹ Như Lai của mình. Đó là bổn phận và trách nhiệm của những người Phật tử thuận thành chân chính. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo xin phép được nói thẳng nói thật trong vấn đề tu luyện niệm Phật A Di Đà. Huynh đệ có cái mục đích của mình là xin vãng sanh, có phải vậy không? Xin vãng sanh hả? Huynh đệ xin vãng sanh đúng không? Huynh đệ không cần xin. Phật ở đâu? Chỉ đi, chỉ nói thẳng Phật ở đâu. Mình là ai? Vậy xin làm gì? Câu trả lời rất là đơn giản. Ý thiện làm lành, tụng kinh trì chú, sống hết bổn phận với bá tánh chúng sanh, ngày nào như ngày đó, giờ nào như giờ đó, phút nào như phút đó, giây nào như giây đó, hơi thở ra vào thương yêu bá tánh chúng sanh, biểu lộ cái tâm từ bi của chư Phật, thì mình có xin không? Bây giờ lâm chung đi thẳng về nhà mấy ổng chờ mình mà,
Câu nói rất là đơn giản, biết mình là ai thì xin ai nữa. Xong không sống trọn vẹn với cái tánh Phật này cho bá tánh chúng sanh đi, sao không chịu sống đi? Sống trọn vẹn với bổn phận một người đối với một người là tu nhân học Phật đó, mà sống trọn bổn phận làm mẹ đối với con, bổn phận làm vợ đối với chồng, bổn chồng với vợ, anh với em, anh với chị, con với cha mẹ, giúp cho ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ là bổn phận đầu tiên của người cư sĩ tại gia, và giúp cho những người chung quanh phát tâm bồ đề học đạo chung với mình mới tròn bổn phận. Như là phụng sự bá tánh là báo hiếu chư Phật, bá tánh là Phật, Phật là bá tánh. Nếu mà mình có một cái dị ứng hay là kỳ thị hay là phân biệt huynh đệ của mình, là mình đang kỳ thị phân biệt cái chính bản thân của mình, bởi vì mình với huynh đệ của mình cùng một bản chất thiêng liêng là con cái của Như Lai, thì chúng ta đều giống nhau. Phật tánh có hình tướng không? Có không? Có chứ, cái mặt thầy xấu thì Phật mình xấu quá à, cho nên người ta mới ghét mình. Còn nó đẹp, nó giàu thì mình mới thương chứ. Phật nó đẹp hơn Phật mình mà, thấy không? Nhiều người mới thương, trụ trì mới thích, thấy không? Có phải vậy không? Chính vì chỗ đó cho nên lọt xuống địa ngục đó là vậy đó. Nhìn ai cũng dễ thương hết á, ai cũng có cái tánh thiêng liêng đó mà thế gian gọi là Phật tánh á. Dám nói với Phật tại tâm. Nếu mà không có cái thân này thì không có cái tâm ở, đúng không? Mà không có cái tâm, không có chỗ ở thì ông Phật làm gì lết vô đây ngồi mà học đạo. Trung đạo dùng những từ ngữ thường dân nhất, bình dị nhất để chúng ta cùng chia sẻ sự tu hành với nhau, chứ không có đủ tư cách để dạy dỗ dìu dắt huynh đệ, mà chỉ có đủ chút xíu hiểu biết để chúng ta cùng chia sẻ con đường tu tập như thế nào, để cắt đi, bớt bỏ bớt tất cả những điều không cần thiết cho việc tu học của mình trong cuộc sống hàng ngày, để con đường tu học mình nó ngắn hơn, gọn hơn, đơn giản hơn, giản dị hơn, dễ chịu hơn. Là chúng ta phải chấp nhận, từ bỏ thế gian pháp, chúng ta mới có cơ hội tiếp nhận được Phật pháp. Nếu mà muốn cả thế gian lẫn Phật pháp thì không thể nào đi song song được. Chúng ta phải từ bỏ hoặc hy sinh thế gian pháp, chúng ta mới tiếp nhận được Phật pháp, đúng không? Mình cứ đem thế gian pháp vô đây hoài thì cái chùa thành cái chợ rồi, có 100 người thôi à, mà thành 5-6 nhóm thì còn gì nữa. Cùng niệm một con Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà 5-6 nhóm với nhau thì còn gì nữa là đạo tràng hả? Mà đạo tràng mà gây gỗ hoài, có chuyện hoài, không có thuận ý nhau thì đạn trào rồi, còn gì đó. Có phải vậy không? Nếu huynh đệ không thương nhau trong này nè, thì làm sao huynh đệ nói hai chữ đại từ đại bi được? Người tu niệm Phật hay tu bất cứ pháp môn gì mà không biểu lộ được cái tánh từ bi cho huynh đệ bên cạnh của mình, 20-30 năm sau cũng vậy thôi, đúng không? Đúng không? Chữ từ bi là của Phật mà từ bi là cái tánh thiêng liêng chung của vạn vật ba tánh. Nếu chúng ta không biểu lộ được cái tánh này thì việc học Phật của mình nó lâu dài vô cùng tận, không biết ngày nào mới gặp ngài đây. Chữ Phật chính là đại từ đại bi, đại từ đại bi chính là Phật. Mà trong bản thể thiêng liêng của mình đã có sẵn, nhưng mình để cho thế gian pháp nó che lấp, nó làm cho mình mê mờ. Tánh thế gian nó quá dày rồi, cho nên tánh từ bi không lộ được, bởi nó đè nặng lên trên cái lồng ngực của mình. Mình sống trong sự ích kỷ, yêu thương phải có sự chọn lựa, cho nên mình không biểu lộ được tánh đại từ đại bi được. Ở đây cũng để cái tụng chú đại bi không? Có không? Hai cái chữ Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra. Có phải vậy không? Có tiểu bi chưa? Chưa. Thì đại bi làm gì có, đúng không? Tụng Nam Mô Đại Bi Hội mỗi ngày một ngày không biết bao nhiêu biến luôn á, mà chưa có thể có tiểu bi được, làm sao có đại bi. Hôm nay trung đạo cũng ráng gồng mình để nói thật, nói thẳng để huynh đệ tiếp nhận sự chia sẻ này, để chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Trung đạo không có mục đích đánh đổ hay là phá chấp hay là cái gì, cho nên muốn nhìn huynh đệ nhìn rõ ràng, chúng ta tu là phải dứt bỏ những cái không cần thiết, dứt bỏ thẳng thừng mà không có liếng tiếc. Muốn đi sâu vào Phật pháp, chúng ta phải hy sinh thế gian pháp, trần gian tánh của mình, thì mình mới có thể đi vào đại bi pháp được. Tụng kinh gì, nói kinh gì, học kinh gì, không cần biết. Nếu huynh đệ không biểu lộ được cái tính yêu thương khiêm nhường với ba tánh chúng sanh,
thì huynh đệ không đi vào Phật pháp được. Huynh đệ tụng kinh gì, nói pháp gì, hành pháp gì mà có tánh tự cao tự đại là huynh đệ tự mình mở cửa địa ngục. Huynh đệ sẽ không bao giờ tiến sâu được vấn đề Phật pháp. Chỉ cần một niệm tự cao thôi, huynh đệ sẽ xa rời chánh pháp đó. Huynh đệ sẽ bước vào tà pháp của do chính bản thân mình đặt ra. Có đúng không? Đi theo Phật là từ bi mà. Nếu mình tự cao ngã mạn thì mình coi bá tánh chúng sinh ra cái ôn gì? Mình là giỏi là mình chết à? Trung đạo hỏi huynh đệ một câu, huynh đệ giỏi bằng Phật chưa? Giỏi bằng Phật chưa? Giỏi chưa? Chưa thì ngồi xuống học tiếp. Chư Phật luôn luôn muốn chúng ta biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Khiêm nhường bất cứ ở nơi nào, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ chỗ nào cũng phải khiêm nhường. Bởi khiêm nhường có nhiều cơ hội học hỏi hơn. Còn nếu mà chúng ta tự cao tự đại là chúng ta tự đóng cánh cửa trí tuệ của mình lại và không tiếp nhận điều gì hết. Ngay cả khi cho Phật dạy cho mình không, không thèm nghe đâu. Mở tấm cửa lòng, mở trí tuệ ra mới tiếp nhận sự dạy dỗ chư Phật trong âm thầm, nó gọi là tri kiến Phật. Mà người tu niệm Phật phải biết dứt khoát rõ ràng. Muốn trở về với chư Phật chỉ có một con đường duy nhất thôi. Một con đường duy nhất thôi là phải mở cánh cửa lòng mình ra cho bá tánh chúng sanh. Nếu mình không mở được cánh cửa lòng này dứt khoát, mình không thể nào gần gũi chư Phật được. Thành ra việc đầu tiên trung đạo mong cầu huynh đệ biết biểu lộ cái tánh yêu thương của mình cho gia đình, cho anh em, cho huynh đệ trong đạo tràng, cho những người xung quanh. Tập. Mình bị thế gian pháp nó đè nhiều năm, bây giờ mình tập biểu lộ lại mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút. Đó là cái cách sống mà chúng ta để cho sự tu hành của mình nó tiến triển khả quan hơn, là phải biết yêu thương bá tánh chúng sanh như chính bản thân mình, phụng sự bá tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó huynh đệ mới có hy vọng tiến gần đến cửa của chư Phật. Tu nhân mới học Phật. Nhân đạo còn lượm thuộm thì Phật đạo không mở cửa. Nhân đạo còn lượm thuộm thì dứt khoát không thể nào gần gũi chư Phật được. Cùng niệm một câu Nam Mô Di Đà Phật nhưng chúng ta không bao giờ nhường nhịn nhau thì dứt khoát câu niệm Phật của mình không có kết quả như mong muốn. Rõ không? Quân đệ lúc nào vậy? Há biết niệm Phật lấy mặt mình lúc nào cũng tươi, cũng cười, cũng vui vẻ. Để chi? Để quảng cáo cho Phật pháp. Còn nếu mình niệm Phật tụng kinh mà cái mặt mình chầm dầm một đống xanh lè, nhìn ai cũng gồm gồm, thì mình đang phỉ báng Phật pháp đó. Nếu mình không quảng cáo cho Phật pháp được thì dứt khoát mình không thể nào có cơ hội biểu lộ chánh pháp được. Mà người đã đi vào chánh pháp rồi, gương mặt rất là đẹp, rất là vui, rất là hạnh phúc, rất là an lành. Nhìn ngồi nói chuyện với người đối diện, người ta cũng cảm thấy an lành. Chứng tỏ người này đã bước vào cửa của chánh pháp rồi đó. Một câu niệm Phật thôi mà nó vi diệu đến mức như vậy. Cái điều kiện chúng ta phải sống chung với câu niệm Phật, phải biểu lộ cái tánh từ bi của mình cho ba tánh chúng sanh, là mình đang quảng cáo cho Phật pháp, là biểu lộ chánh pháp là thế. Huynh đệ có chấp nhận cái trung đạo vậy không? Đúng không? A Di Đà Phật, cảm niệm công đức huynh đệ. Trung đạo nói thật, nói thẳng, những gì cần thì giữ, không cần thì bỏ. Trung đạo nói chuyện bất cứ nơi nào vậy, đi tới chùa nào chưa bao giờ viết một chữ xuống bàn hay tờ giấy để mà đọc, nói không cần. Tất cả nằm trong đây hết rồi. Chỉ cần nói, sống xong rồi nói. Chứng nghiệm cho bản thân xong rồi chia sẻ với huynh đệ cùng sống. Huynh đệ niệm Phật đến khi nào mà mình không còn nghe cái tiếng chói tai đó, hay con mắt mình không còn chống chân trạng như mình thấy gai mắt. À, niệm Phật mà còn gai con mắt là chưa được, phải ngồi xuống nhổ cái gai đó ra. Niệm Phật mà còn chướng cái lỗ tai á, phải ngồi xuống niệm Phật sao cho lỗ tai nó thông luôn. Thế là cái câu chú của trung đạo niệm mỗi ngày là Nam Mô Di Đà Phật, thôi kệ nó đi. Xong chuyện. Nếu mà mình niệm Phật tu niệm mà mình không có kệ nó đi thì đừng có hòng mà tiến tới đâu. Vừa nghe một câu tầm bậy quay lại sực người ta, thậm chí muốn điều ăn thịt người ta luôn. Vì là chưa tới đâu hết á. Mình niệm Phật đến mức mà huynh đệ nói khen cũng vui mà chê cũng vui, đó là người niệm Phật. Hả, khen mình là mình phải nên sợ, không nên mừng. Bởi họ khen mình hoài á, cái tôi mà bắt đầu nó được nâng lên. Người tu mục đích chính của mình là giết chết cái tôi phàm phu tục tử. Hả, cái tôi phàm phu tục tử nó càng nhỏ chừng nào thì Phật tánh mình càng lớn chừng đó. Hả, cái tôi mình càng lớn chừng nào Phật tánh mình càng nhỏ chừng đó. Cho nên là tôi càng lớn thì Phật tôi càng bé. Tôi khổng lồ, Phật sẽ biến luôn.
tôi là tội lỗi gốc nguồn, trí tôi mê muội nên luôn hận thù, tôi tham lam quá quên tu, ngây ngô si dại nên mù tâm linh. Cái tôi của mình nó giết chết ông Phật mình ngay từ cái niệm đầu tiên là mình coi thường bá tánh chúng sanh. Cái tôi rất là nguy hiểm, nên mục đích chúng ta tụng kinh niệm Phật để diệt trừ cái tôi phàm phu tục tử này đi, để mình giúp cho Phật tánh mình phát triển lớn mạnh trong chính tâm tư của mình. Đó là cách sống như thế nào để chúng ta giúp Phật tánh mình phát triển. Còn có nghĩa là giúp cho mình gần gũi chư Thiên, chư Phật, chư Bồ Tát. Có đúng vậy không? A-di-đà Phật. Huynh đệ không làm không được, tu là phải học, là tu tập xong rồi tu sửa rồi tu hành. Nếu huynh đệ không chịu tu sửa thì không thể nào huynh đệ tu hành được. Bây giờ mình thấy người ta nói một câu khó nghe quá, mình khó chịu quá hay áp đặt những điều mình không muốn, thì mình nguyện đời này sẽ không nói câu khó nghe và không áp đặt những điều không muốn lên mình người ta. Nên Phật Pháp bất ly, thế gian Pháp là chỗ nhìn những điều không phải, cũng biết, cũng học. Để chi? Để đừng bao giờ lặp lại những điều không phải cho người khác. Người ta là mình đau khổ, nguyện đời này sẽ không làm cho ai đau khổ hết. Người ta hận thù mình, nguyện đời này không hận thù ai hết. Người ta ích kỷ với mình, nguyện đời này không ích kỷ với ai hết. Người ta ganh tị với mình, nguyện đời này không ganh tị với ai hết. Đó là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Người chúc ngồi có trí, nhìn dùng điều xấu để sửa bản thân mình, lấy điều tốt để sinh hoạt với nó, sống với nó và chia sẻ với vấn đề ba tánh chúng sanh, là người đang quảng cáo cho Phật Pháp và biểu lộ chánh Pháp. Rõ quá ha. Cho nên Phật Pháp bất ly thế gian Pháp là chỗ nhìn điều gì cũng học hết, xấu thì bỏ, tốt thì giữ. Mà nó có một cái khổ là tánh xấu thì dễ thu thập, tánh tốt thì khó tu tập, đúng không? Hả, xấu hả, nó bàn đề mà đi qua đi lại vài ba bữa thế nào cũng nhào vô xía bàn đề liền tức thì, mà không ai rủ cũng nhào vô nữa. Hả, nó nhậu trước nhà mình đi qua lại thế nào cũng ngồi xuống làm ly à, thế đó. Cho nên mình dùng cái trí tuệ mà mình học được trong Phật Pháp làm cái năng lực và phương tiện trợ lực cho mình để mình vượt qua những cái sự cám dỗ không cần thiết của thế gian. Đi ngang thấy không tốt bỏ đi, không nghĩa là mình coi thường người ta, mà mình không muốn ngồi xuống để chia sẻ những điều không tốt lành để làm cho ông Phật của mình không có cơ hội ngồi dậy. Hả, mình chiều cái thằng tôi của mình, còn có nghĩa là mình cho ông Phật mình là có cơ hội không sống sót. Hả, mình chiều cái tôi của mình là mình giết chết ông Phật của mình. Mà người tu niệm Phật phải biết rằng là giết thằng tôi là điều quan trọng nhất, cho nên niệm Phật giữ chánh niệm để cho cái tôi mình nó không có cơ hội ngồi dậy, để cho tam nghiệp không có tác. Dễ hiểu không? Dễ hiểu không mình đây? Tu dễ lắm, tu không có khó, chỉ có cái chịu, có chịu làm hay không thôi. Đừng có dùng lý do gì đó, tôi bị cái này, đừng có lý do. Hãy chấp nhận từ xa tới đây ngồi xuống là dùng hết, tận dụng tất cả thời gian một ngày hôm nay để làm gì nữa, lợi lạc cho chính bản thân của mình, đồng thời lợi lạc cho tất cả những quan gia trái chủ đang đeo bu mình, cộng thêm của quyền thất tổ đang theo mình. Đây là cái ngày mà quan trọng nhất để chúng ta tận dụng những khoảnh khắc thiêng liêng được ngồi xuống đây tu học một ngày. Thời gian này rất là quan trọng, không những cho mình rồi cho những quan gia trái chủ đang đeo đuổi mình, mà nhất là cửu thiên cửu huyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên, nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng. Huynh đệ tu thiệt giỏi thì cửu huyền thất tổ mình có cơ hội siêu sanh tịnh độ. Mà bổn phận đầu tiên của chúng ta là phải giúp cho cửu huyền thất tổ mình siêu sanh tịnh độ. Mà theo luật nhân quả, luật quả báo, các ngài rất là sòng phẳng. Mình giúp các ngài siêu, các ngài quay trở lại giúp con cái hưng thịnh. Đó là luật. Để trả ơn, chúng ta đã giúp các ngài siêu. Cho nên huynh đệ phải cố gắng tu cho giỏi vô, để cho cửu huyền thất tổ mà nội ngoại mình có cơ hội siêu sanh. Mà khi chúng ta tu giỏi nữa, các ngài rất là hay, không chịu đầu thai, quay trở lại đi theo mình, tiếp tục học đạo để tiến hóa. Cho nên mới gọi là nhất nhân chứng đắc cửu huyền thăng là vậy. Thấy lời lạc ghê chưa? Không những mình làm lợi cho những sinh, tức là những người còn sống, phần âm là linh vẫn được lợi lạc, cho gọi là sinh linh đều đầy đủ, âm đức có, dương đức có, gọi là công đức tròn đủ. Âm đức là những phần chưa siêu, theo mình được siêu, không no được no, giúp rất nhiều huynh đệ vong linh hương linh được siêu sanh tịnh độ. Đó là âm đức, mà nhất là cửu huyền thất tổ ông bà nội ngoại hai bên.
Bên cạnh đó giúp những huynh đệ bên cạnh mình tu học giống mình, làm những điều lợi lạc cho ba tánh chúng sanh, đó là dương đức. Cho nên người tu phải có đủ dương đức và âm đức thì công đức mới tròn đủ. Đồng thời chúng ta là người tu. Người tu á, cái của báu chư Phật ban cho mình là của báu tâm linh, gọi là phước vô lậu. Cho nên mình phải tu năng nổ miên mật, gọi là công phu. Muốn có của tâm linh từ chư Phật dạy dỗ cho mình mới ngồi xuống miên mật công phu mỗi ngày thì công lực của mình mới mạnh mẽ, năng lượng của mình mới đầy đủ. Lúc đó mình dùng cái công lực mà mình tu tập có, mình làm lợi lạc cho bá chúng sanh để tạo công đức. Cho nên phải có công phu rồi đầy đủ công lực mới có đủ phương tiện tạo công đức, là vậy đó. Chứ đừng có tu dài ba bữa rồi nghỉ dài ba bữa rồi cái rề rề đụng đâu, tu rồi tu chơi cho nó có thôi thì uổng phí công lao, tốn tiền bạc, tốn của đàn na tính thí, tạo nghiệp chứ không được phước. Cho hắn ngồi xuống tu thì tu cho ra tu, còn không thì bỏ, đừng có tu luôn, đi chơi cho đã đi rồi trôi lăn trong vòng sinh tử. Bây giờ huynh đệ chọn Phật tánh để sống với Phật tánh, hay là huynh đệ chọn tánh phàm phu để sống với tánh phàm phu? Và chúng ta nhìn thấy rõ ràng, huynh đệ vào đây là mục đích chính là để được học Phật Pháp, có nghĩa là huynh đệ chọn sống với cái tâm Phật của mình. Có phải vậy không? Hãy chấp nhận chọn cái tâm Phật để sống. Chúng ta phải biết từ bỏ, hy sinh những cái không cần thiết của thế gian để nó làm rác rưởi cho đời sống tu hành của mình. Mình cần phải bỏ liền tức thì, không luyến tiếc. Có làm được hay không? Cũng là một ông trong cái nhà này, nếu sống với cái tâm phàm phu tục tử, mưu mô xảo trá, ganh tị thù hận, ganh ghét, lừa lọc, cướp giật, hãm hiếp, đủ loại thấp hèn của cõi dục giới, cũng cái ông này nếu sống với cái tâm đó thì chắc chắn sẽ trôi lăn trong vòng sinh tử và đi lang thang khi mất cái nhà này, gọi là ma. Mà cũng cái ông đó luôn, nếu biết sống với cái tâm Phật, tu luyện mỗi ngày yêu thương bá tánh chúng sanh, biểu lộ tánh khiêm nhường, kính trọng rộng lượng, yêu thương từ bi bác ái, hỷ xả bỏ qua, quên lãng tha thứ, ngày đêm sáng tối đều là như thế, thì khi bỏ cái thân mạng này đi thì các vị, cái vị này cũng thi theo chư Phật, gọi là Phật. Bây giờ quý vị chọn ma hay Phật, tự quyết định. Ma hay Phật? Bây giờ là Phật. Cũng là một ông này thôi, nhưng mà đổi tên. Có một đứa bé 9 tuổi hỏi tại sao, thưa thầy, tại sao con người ta đau khổ vậy? Mới từng rồi hỏi như vậy đó. Thầy nói bởi vì con người ta sống với cái tâm phàm phu tục tử, tạo tác nghiệp quả, tạo những điều xấu xa cùng cực mỗi ngày mỗi ngày. Đến khi lâm chung thì không biết đường nào đi, và bỏ căn nhà này rồi không có siêu được, phải đi lang thang hoài sống đó ở đây. Và huynh đệ, nếu huynh đệ có cặp mắt nhìn gọi là tâm nhãn á, huynh đệ tu giỏi đó, thì cặp mắt mình ngộ lắm. Mình nhìn thấy huynh đệ âm linh không siêu trước mặt mình á, mình nhìn họ đi, chung quanh cái mặt của họ là màu xám xịt thôi. Nhưng mà cái người này, nếu mà cái người này mà chết lâu mà chết ác đó, thì không những xám mà nó còn đen, đen thù lùi à, màu đen lắm. Mà con mắt của họ rất là thấy thương, nhìn cặp mắt của họ, nhìn thâm thẳm không có cái đáy, nỗi buồn thâm thẳm không đáy. Nếu huynh đệ nhìn được như trung đạo từng nhìn nhiều chục năm, mới thấy được rất rất là đáng thương, rất là tội nghiệp, không có đường đi và không biết đi đâu, sống trong sự sợ hãi, cái thức bám víu cố chấp nó làm cho mình không siêu được, mà cứ chạy tới chạy lui rồi gặp ai cũng dựa vô gọi là ma dựa đó, thấy đau khổ chưa? Mà ngộ cái là hả, cục tay cục chân, sức cùi gãy gọng là không có được đào thai. Cái luật là thế mà quân đệ đâu có biết. Nhất là chiến sĩ trận vong mà chết cục tay sức cùi gãy gọng là không ai được siêu, chừng nào đầy đủ rồi mới được đào thai. Cho nên nương vào chúng ta đây, người nào biết tu tụng giỏi, mình ngồi đây, mình ngồi xuống tu, bao nhiêu người ngồi chung quanh mình tụng càng nhiều, mình tu càng nhiều, thì năng lượng từ nơi mình nó mạnh mẽ đến cái độ nó phát ánh sáng ra ngoài, thì họ bên cạnh họ hút vô, hút riết, tay chân mọc đầy đủ, đầu sức cùi gãy gọng mọc đầy đủ, thì họ mới có cơ hội siêu hoặc là đào thai. Cho nên bổn phận rất lớn của chúng ta là ngồi xuống tu cho giỏi, để giúp độ những huynh đệ cần độ, mà họ rất là mong sự giúp đỡ của chúng ta. Bởi chúng ta không ý thức được, cho nên họ gần mình nhiều quá mà mình không làm cho họ, bắt đầu họ kiếm chuyện, họ làm cho mình đủ chuyện xảy ra, để mình ý thức rằng là bên cạnh cô còn có chúng tôi, mong rằng huynh đệ làm cho chúng tôi một cơ hội. Họ rất là đông, đông lắm, họ cần sự trợ giúp, nhưng mà chúng ta không ý thức, cho nên chúng ta đủ cái chuyện xui. Mình tụng mà vớ quẩn quá, mình xui hoài gọi là đổ nghiệp.
phải không? Nhưng mà không biết tại sao đổ nghiệp càng lúc càng xuôi hoài, mặt đen thù lùi, bệnh tật hoài, bắt đầu mình đổ thừa. Đó, thấy chưa? Bây giờ rõ chưa, trách nhiệm của người tu chưa? Không phải người xuống tụng tu là cho mình đâu, không có đâu. Bên cạnh mình còn rất nhiều người, nhất là của quyền thất tổ của mình, rất rất nhiều người cần sự giúp đỡ chúng ta. Nhưng chúng ta không ý thức được, cho nên chúng ta không giúp được họ. Bởi vì không giúp được họ cho nên chúng ta không có cơ hội tạo âm đức cho việc tu học của mình. Mà âm đức rất quan trọng, bởi vì âm đức chính là đạo hạnh của người tu. Mà người tu có đạo hạnh cao dày rồi thì đạo lực mới mạnh mẽ. Lúc đó chúng ta mới có thể nói chuyện với đề ba tánh chúng sanh và chuyển ý thức của họ được. Mình hoán chuyển tâm thức của họ được là nhờ đạo lực mình mạnh mẽ đó, mình mới làm được. Và tại sao? Là nhờ công phu mình giúp cho những điều âm linh được siêu sanh tịnh độ nhiều mỗi năm. Cho nên đạo hạnh mình mới cao. Mà đạo hạnh cao thì phước báo dày. Phước báo dày, trí tuệ sáng suốt. Trí tuệ sáng suốt thì nghiệp lực mỏng. Nó dính nhau như vậy luôn đó. Bây giờ huynh đệ muốn nghiệp lực mỏng hay dày? Phước báo nhiều hay ít? Tu cho giỏi vô. Cho thầy mượn cái điện thoại đi bác. Thầy gọi cho ba thầy. Ba thầy chết năm 95 rồi. Quý đệ có rõ cái cách tu học của mình không? Chúng ta độ âm càng nhiều thì cái đạo hạnh mình càng cao lớn. Đạo hạnh càng cao lớn, phước báo mình càng dày. Phước báo càng dày, trí tuệ càng sáng. Trí tuệ càng sáng thì nghiệp lực càng mỏng. Rõ ràng như vậy luôn, nó dính với nhau. Và đồng thời cái đạo lực mình rất mạnh mẽ, mình đi tới đâu cũng làm lợi lạc cho bá tánh chúng sanh. Mà mục đích chính của người tu là phụng sự bá tánh chúng sanh để báo hiếu chư Phật. Chư Phật, chúng sanh là chư Phật, phụng sự bá tánh chúng sanh là báo hiếu chư Phật. Ngộ là Phật, mê là bá tánh chúng sanh. Bây giờ huynh đệ không dám nói là còn mê, hắn ngồi xuống đây rồi đã ngộ, nhưng mà cái ngộ chút chút để mình nương về Phật pháp, mình phát triển tâm linh, đời sống tâm linh và gần gũi tâm Phật của mình. Huynh đệ vẫn còn chấp nhận được cái Phật tánh đang ngự trị trong chính bản thể của mình, cho những người tu cho giỏi vô để phát triển Phật tánh này càng lúc càng lớn, càng lúc đến khi nào Phật tánh mình ngự trị hẳn trong cái ngôi nhà này rồi, lúc đó mình có thể đi ra ngoài là biểu lộ chánh pháp, quảng cáo cho Phật pháp. Có cái mặt huynh đệ rất là đẹp, cho nên chúng ta cố gắng tụng đại bi niệm A Di Đà nhiều vô, để xài kem A Di Đà phấn đại bi á, ngày mặt rất là đẹp mà không dùng cái hóa chất nào bỏ lên mặt mình hết. Trung đạo xài đó. Trung đạo Mỹ mấy chục năm không hề có bảo hiểm sức khỏe. 62 tuổi chưa bao giờ biết ho, nhức đầu, cảm cúm. Tập tạ mỗi buổi sáng, tập rất là khỏe. Đi bộ mỗi buổi chiều. Công phu một ngày 3 lần cho dù bận rộn cũng công phu. Bởi vì công phu chính là cái niềm hạnh phúc của người tu. Nếu mà mình tu mà không công phu được, thực sự là không có kết quả. Tu không bằng cái miệng được. Tu là phải biểu lộ và hành trì, thì công lực mình mới có đủ. Công lực có đủ thì sức khỏe mới đủ. Thân khỏe tâm mới an. Thân bất ổn thì tâm sẽ bất ổn. Bây giờ huynh đệ ngồi xuống tu, hai đầu gối đau quá, lưng đau quá, tu được không? Khi cái đầu gối đau thì ông Phật ở đâu? Phật ở dưới cái đầu gối á. Hai cái chân tê quá, ông Phật ở đâu? Hả, mình nghĩ đâu là ông Phật ở đó? Bởi vì mình là Phật mà. Có phải vậy không? Cho nên Trung Đạo hiểu được mình là ai mới viết một cái câu. Nó là thơ mà cũng là nhạc. Trung Đạo đọc rất nhiều trong nhiều bài giảng đó. Nhỏ nó biết đó. Như là Phật. Em có biết em là cốt Phật, tìm Phật ngoài em đánh mất Phật trong. Phật ngự ở rừng, ở núi hay ở sông, hay Phật ngự trị ngay trong tim mình? Ta là Phật, Phật cũng là ta, tìm chi cho tận chốn non xa. Ngay trong tâm khảm ta ngày ngự, đâu cần lặn lội chốn trời xa. Có phải vậy không? A Di Đà Phật. Cái lỗi lầm lớn nhất của tất cả chúng ta là khi niệm Phật tụng kinh là phóng cái tâm ra ngoài kiếm một cái gì đó trừu tượng, không thực thể, không hiện hữu. Cho nên Trung Đạo viết thêm một câu là: này dương thế sinh đời hãy nhớ, hướng ra ngoài chẳng thấy gì đâu, quay trở về nhìn lại con tim nơi ông Phật muôn đời nương náu. Này nhân thế sinh người hãy nhớ, hướng vào trong là nhìn thấy quê hương, trở về tim là về nguồn cội, vì con tim là nhà của Như Lai. Có phải vậy không?
con tim chính là nhà của Như Lai. Phật nương náu trong từng hình thể, trẻ hay già, không kể gái trai, cho dù sống đúng hay sai, Phật luôn ẩn ngự trong ngay tim người. Nam Mô A Di Đà Phật. Có phải không bác? Bác ơi, cho dù sống đúng hay sai, Phật luôn ẩn ngự trong ngay tim mình. Bây giờ huynh đệ vẫn còn mê chấp, cho dù sống lỗi lầm, nhưng mà ông này vẫn luôn luôn chung thủy với chúng ta. Trong khi mình đang bạc đãi ổng, ổng vẫn chung thủy với mình. Ổng cũng ráng nương nhờ cái thân này là cái nhà của ổng. Chính chúng ta là những kẻ rất là bạc tình, bạc nghĩa, không bao giờ nghĩ tới cái người đang ở chung với mình, rất là chung thủy với mình. Chúng ta không bao giờ ngó ngàng tới. Mỗi lần niệm Phật là phóng tâm về cái phương Tây nào đó mà trụ thượng không bao giờ thấy được. Hướng về cái phương Tây nào đó để bỏ cái ông Phật đang ngồi chờ đợi chúng ta quay trở lại. Có phải vậy không? Không bao giờ quay vô để hỏi mình là ai đâu. Cho nên chúng ta mỗi lần ngồi tụng kinh niệm Phật xong, ngồi lắng lắng lại, hít sâu thở dài, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Tắt cho bác đi cô, tắt giùm đi. Luôn luôn hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Có đúng vậy không? Mình là cái thân này người, nhưng mà thực sự ông ở trong á, chính là ông Phật. Nhưng chúng ta không chấp nhận ông này hiện hữu. Chúng ta mới dùng cái phương tiện nào đó, hướng về cái phía nào đó, cầu một ông Phật không có thật, trù tượng trong tưởng thức mà thôi. Chúng ta đi kiếm cái giả để làm cái thật, trong khi cái thật hiện hữu ngay trong tâm khảm mà không bao giờ dùng tới. Đúng không? Thiệt là bạc tình bạc nghĩa, bất chung bất thủy, bỏ rơi người ta ngày đêm sáng tối, ngồi xuống tụng vớ vẩn, cầu vớ vẩn. Nhà ở đây chưa cái sửa lo xong người lo, bỏ đi thì vãng. Vãng thế nào? Vãng tuồng thì có, chứ được vãng sanh. Đúng không? Cái ông này chưa lo xong, nó chạy đi kiếm cái ông nào đó, cái lắp vô, làm gì có. Ông này xong rồi đó, thì ông này mới giới thiệu mình ông thiệt. Cho nên cái chìa khóa để tu rất là đơn giản mộc mạc. Phải biết mình là Phật, sống với cái tâm Phật biểu lộ cho bá tánh chúng sanh. Đúng một ngày nào đó, đã đủ thời cơ, đủ duyên lành, hội đủ điều kiện, thì ông Phật này mới đứng dậy với chúng ta. Rồi hai người nhìn nhau, nhìn cho thật kỹ, rõ ràng cái mặt mẹt của mình, nhưng mà đẹp hơn mình gấp trăm lần lận. Cũng là khuôn mặt này, nhưng mà rất là đẹp. Cho dù chúng ta mặc cái bộ đồ la mà mặc bộ đồ rách rưới, áo thun ba lỗ, còn xào lõn chăng nữa, nhưng khi cái người này đứng rớt mặt mình rồi đó, người này mặc nguyên bộ đồ vàng thiệt là đẹp, gọi là pháp thân. Lúc đó pháp thân mình đã lộ hiện rồi, thì pháp thân này là một quyền năng dẫn chúng ta về với Như Lai Phật Tổ. Cho nên người tu việc đầu tiên phải nhìn biết pháp thân của mình là ai. Lúc đó mình mới biết mình là Phật. Mình phải dùng cái tánh Phật, cái pháp thân này sống với ba tánh chúng sanh bằng cả con tim trí tuệ sức mạnh và lòng đại từ đại bi, thì ông pháp thân này mới dẫn mình về gặp Phật Tổ Như Lai đó. Chìa khóa tu là phải gặp ông này trước rồi mới gặp ông kia sau. Có nghĩa là tu nhân học Phật, tròn nhân đạo đi thì pháp thân sẽ lộ hiện. Nó không có cao xa đâu, nó rất là dễ, với điều kiện là phải ngồi xuống năng nổ, phải biết biểu lộ lòng từ bi từng giây từng phút, từng hơi thở ra vào. Lúc đó mình mới có cơ hội nhìn được mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người cốt Phật chẳng sai bao giờ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bây giờ huynh đệ hiểu cách nào nhìn lại bản thể thiêng liêng của mình rồi phải không? Bây giờ có phóng tâm ra ngoài kiếm gì nữa không? Bây giờ ngồi xuống niệm Phật là niệm ngay trong tim mình luôn. Ngắm vô cái ngực mình, niệm trong tim luôn, để đánh thức ông Phật đang ngủ gục dậy. Từ bỏ thế gian pháp cho nhiều vô, để gần gũi Phật Pháp. Từ bỏ những tánh hư tật xấu của mình, tập biểu lộ tánh từ bi. Nếu không biểu lộ tánh từ bi thì dứt khoát không thể nào mà tròn nhân đạo được. Phải làm tròn bổn phận của một người đối với một người, của một người con trong gia đình, một người chị cùng với anh em, một người mẹ với các con, người bà với các cháu. Bổn phận thế gian tròn đủ, có nghĩa là nhân đạo đã tròn đủ, thì chắc chắn Phật đạo sẽ mở cửa. Còn đừng có hòng đem ra một đống đây rồi bắt đầu bỏ trốn đi tu. Đừng có mơ.
nhưng làm ra một đống chờ đợi mình, cái mình bỏ cả nhà đi tu, đừng có đi đâu hết á. Nhân đạo không tròn, đi đâu? Đi đâu? Cho nên chúng ta đã biết mình là ai thì phải sống cho tròn bổn phận của cái mình đó là ai cho ba tánh chúng sanh. Thì có cần phải sinh đi không? Có cần không? Không cần. Mình là con của Ngài, mình là con của người cha. Cha này là của tất cả chúng ta. Chúng ta có quyền trở về nhà cha của mình danh chính ngôn thuận, mà không cần phải khóc lóc van xin. Thầy là người không phải là đã phá hay là phá chấp cái pháp tu huynh đệ. Thầy là chỉ cho huynh đệ con đường đi ngắn nhất, gọn nhất, và không cần phải rên rỉ. Mình là con của Ngài, mình có quyền trở về nhà, mà cánh cửa nhà của cha mẹ mình lúc nào cũng mở rộng để chờ đón chúng ta. Nhưng chúng ta không chịu đi thẳng, chúng đi vòng vòng rồi nói vớ vẩn đi ra, đi vòng vòng đã đời đi ra nữa, không bao giờ về nhà. Chừng nào mỏi mệt quá, đau khổ quá, lết bằng mo, bò bằng mũng, nó mới ngồi xuống rên rỉ: ba mẹ ơi, con khổ quá, con mọc nhọt tùm lum tà la, đời nó cắn con muốn chết. Niệm Phật vài bữa khỏe tiếp tục lại làm xấu nữa. Chứng nào tật đó, nó u như kỹ, đúng không? Bởi vì chúng ta không chịu từ bỏ. Người tu phải từ bỏ. Nếu không từ bỏ là dứt khoát không có tánh từ bi được. Bây giờ nghe chữ từ bi hỷ xả thôi, còn làm không xong nữa làm sao? Nếu mà muốn có lòng từ bi phải biết hỷ xả, bỏ qua, quên lãng, tha thứ. Hoan hỷ mà tha thứ chứ huynh đệ. Nếu mà mình có cái lòng hoan hỷ tha thứ thì mình sẽ có tánh từ bi. Họ biết bỏ qua thì chắc chắn có tánh từ bi. Còn mình không biết bỏ qua, quên lãng, đừng có hòng biểu lộ tánh từ bi. Nó nói một câu không vừa ý là chửi nó ngày này sang ngày nọ, rồi nhớ suốt đời. Tao nhớ suốt đời lời nói của mày nha mày. Nhớ chi vậy? Không nhớ Phật nói. Nhớ người ta nói con câu tầm bậy, nhớ suốt đời là sao? Còn Phật nói mỏi miệng là không hề nhớ một chữ. Đúng không? Bởi vì mình chấp quá độ. Cái tôi mình nó lớn quá, cho nên kiếm chuyện với người ta hoài. Há tu còn chướng lỗ tai là phải ngồi xuống niệm Phật để móc cứ rái dục đi. Tu mà chướng con mắt mà có gai, ngồi xuống niệm Phật để nhổ cái gai đó ra. Tu mà còn ngứa miệng đọc kinh cho nhiều vô miệng đừng ngứa. Phải không? Người tu phải cẩn thận. Ý khẩu thân là ba cái đáng ngại nhất cho cuộc đời tu học của mình á. Mình nghĩ bậy là mình tạo nghiệp tức thì, luật nhân quả sẽ ghi xuống liền. Nói bậy lịch đừng gửi đi, làm bậy là luật ghi liền tức thì. Cho nên người tu phải cố gắng giữ gìn chánh niệm, thân tâm lúc nào cũng an lạc hạnh phúc, và giữ chánh niệm không ngừng nghỉ. Chánh niệm là nghiệp, nghiệp xấu không khởi, nghiệp thiện không dứt, mà luôn luôn nghe tiếng niệm của chính mình. Khi niệm Phật là tai lắng nghe, tâm tưởng nhớ. Như vậy mới không bị tạp niệm vọng niệm chen vào. Chúng ta tu mà để tạp niệm vọng niệm chen vào mỗi ngày hoài gà hoài, thành thói quen, từ từ sẽ thành ác niệm và tà niệm. Mình nuôi dưỡng nó mà, từ tạp niệm vọng niệm dần dần trở thành ác niệm và tà niệm. Mà luật nhân quả rất là ngộ. Hãy chúng ta cứ giữ những tà niệm ác niệm hoài thì chúng ta tạo những cái nghiệp xấu ác cho đời của mình chứ không ai cả. Bởi mình là chủ nhân của tất cả những cái nghịch cảnh chướng duyên do chính mình tạo tác, hay là thuận duyên thuận cảnh cũng do chính mình tạo tác. Mà ngộ một cái hả, mình làm ác ghê lắm, hạ ác về với mình bắt đầu mình la trời la đất, than thân trách phận. Chứ lúc mình làm ác mình vui lắm, mình không thấy mình đang ác với người ta. Cái cả ích kỷ người bên cạnh mình đã ác rồi, mình ích kỷ một cách tột đỉnh là mình đã ác với mọi người xung quanh rồi. Rõ không? Chính người tu phải mở lòng, rộng tấm lòng mình dành cho bá tánh chúng sanh. Nếu làm được điều gì an lạc thì làm, nếu không làm được ngồi xuống tụng kinh. Nếu nghĩ điều gì an lạc cho bá tánh sanh thì nghĩ tiếp tục, còn không nghĩ được ngồi xuống niệm Phật. Nếu không mà nói được điều gì an lạc cho bá tánh sanh, ngồi xuống tụng bài kinh để đừng nói bậy. Cho nên mình giúp cho tam nghiệp mình không có cơ hội tạo tác là thế. Mà người tu phải luôn luôn như thế. Người tu không được cằn nhằn. Hãy còn cằn nhằn là cái tôi mình nó còn. Người tu không được bắt lỗi huynh đệ, hãy còn bắt lỗi cái tôi mình còn. Người tu không được hơn, hãy hơn là sẽ thua. Người tu không được thắng, hả muốn thắng là bại. Thua với chính mình mà. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất. Người tu là phải thắng mình, có đúng không? Không thắng ai hết. Rõ chưa? Cho nên cái tôn chỉ của người tu phải nhớ rõ câu này, tôn chỉ của Trung Đạo này. Nhìn lên không bằng ai, nhìn xuống thua hết tất cả. Cái người này mới thật sự là dễ thương đó. Thì không có cái gì phiền đó.
nó khen cũng A Di Đà Phật, nó chê cũng A Di Đà Phật, nó chửi cũng A Di Đà Phật, nó lấy của mình đi mình cũng A Di Đà Phật. Thực sự cái người này là rất là dễ thương. Mình tu đến niệm Phật, đến cái lúc mà mình không còn vướng mắc gì rồi, lúc đó mới gọi là tự tại đúng nghĩa. Quý vị hiểu chữ giải thoát không? Trung đạo đó học sách nhiều quá, cái giải thoát nghe kinh khủng lắm. Nó kinh khủng lắm mà nó cao siêu vô cùng. Khi mà hiểu được rồi á, thiệt sự là rất dễ vô cùng. Giải, giải cái gì? Thoát, thoát cái gì? Giải trừ những tánh mê chấp, mê lầm, ngoan cố, bướng bỉnh, cứng đầu, cứng cổ, cứng tai, cứng chân, cứng miệng. Cái gì nói chung là những cái gì mê lầm, mê chấp, mê muội, mê mang, mê tín, si mê của mình giải trừ hết tất cả những cái xấu hư tật xấu của mình rồi đó. Lúc đó mình có hy vọng sống sự an lành năm phút mình mới thoát được sanh tử. Đơn giản ghê ha. Nhưng mà mình nghĩ ở đâu á, giải thoát phải ghê lắm. Không có đâu. Giải trừ những cái mê lầm mê chấp của thế gian, dễ giải trừ tất cả những thế gian pháp trần gian tánh, không còn vướng mắc nó rồi á, thì thực sự mình hòa nhập vào Phật Pháp. Lúc đó mình có hy vọng thoát khỏi sinh lão bệnh tử. Đó là việc làm chúng ta là phải vậy đó. Tụng kinh là phải biết bỏ nha, không được ôm vô. Thầy thấy cái chùa ở chùa nào không nhớ tên, ở Bà Rịa gần Tịnh Xá Ngọc Hải, ở Bà Rịa đó, thì thấy cái chùa lớn khổng lồ, cục đá trước chùa cao thì cao để chữ buông xả. Phải buông xả, phải không? Tu là phải buông xả, đừng có ôm. Nếu huynh đệ có cái tâm mà buông xả rồi, tự nhiên mình không bao giờ cảm thấy bệnh hoạn mệt mỏi, không có. Trung đạo lấy bản thân mình chứng minh á, thiệt nhiều người nói câu, nhiều câu sốc ốc hay lắm, trung đạo nghe răng cười hè. Chỉ cái chỗ nó muốn chọi đá vô nhà mình mà nó chọi không có được. Nếu mà mình phản ứng lại, tức là mình chụp cục đá mình chọi lại, là hai thằng chọi qua chọi lại, là hai thằng cùng xuống địa ngục hết. Nó chọi cục đá vô nhà trung đạo, lấy cục đá giấu luôn, rồi hết đồ chọi, xong chuyện. Thấy chưa? Mắc chứng phải chọi lại chứ. Trung đạo luôn luôn lấy cục đá người ta giấu luôn, rồi nhe răng ra cười, xong chuyện. Đơn giản mộc mạc, hết chuyện à. Nó muốn xin chuyện với mình, không cần. Nó muốn giữ cũng kệ nó luôn thì kệ nó. Mà chắc gì nó giữ bằng mình không? Mình giữ con ghê nó phải không? Nhưng mà mình giữ ở cái mặt khác, là mình dám hành hạ mình. Còn nó hành hạ mình là chuyện bình thường. Mình hành hạ mình để chi? Để mình giết chết cái thằng tôi phàm phu tục tử của mình. Bên Nam Tông họ ngồi thiền, cái minh sát tuệ của họ là giết cái phàm ngã để nhập vào vô ngã. Còn bên Trung Đạo thì đơn giản lắm. Thằng tôi là cái thằng không nên xài, hết chuyện. Mày đói bữa mày đâu có chết đâu. Mày thiếu cà phê mày đâu có chết. Mày thiếu thuốc lá đâu có chết. Cho mày chết luôn. Mày chết đi tao sướng hơn. Hả, mày còn sống tao còn phiền não. Cho nên mình tu mục đích chính là giết cái thằng phàm phu tục tử ẩn ngự trong cơ thể của mình. Mà thằng này là cái thằng thủ phạm giết chết Phật tánh của chính mình đó. Cái gì là Phật? Có đúng vậy không? Đúng không? Mình gây lộn với người ta cũng vì cái tôi của mình thôi. Nó nói một câu hen mình đâu có thích đâu. Nó đẹp trai hơn mình đâu có ưa. Phải không? Nó phải xấu hơn mình, nó dở hơn mình mới thích. Bởi vì cái tôi của mình mà. Và phải nhớ, tất cả chúng ta hả tu theo Phật, hả muốn thắng là sẽ bại, muốn hơn là sẽ thua. Có vậy thôi. Thắng mình là một chiến công oanh liệt nhất, vĩnh viễn nhất. Hỏi lại coi thế gian này có bao vị, bao nhiêu vị thắng bản thân mình. Rất là hiếm. Người tu thì như Long Trâu, thành đạo thì như sừng thỏ. Phải không bác? Tu thì nhiều lắm, còn thành đạo thì, thành tổ thì được. Tổ chút được. Việt Nam mình đâu cần tu, tổ dân phố đầy. Thấy không? Chứng tổ dân phố là khắp nơi. Còn chứng tổ này chỗ kia thì khó lắm. Bên Trung Quốc chứng tổ mà không có chứng Phật. Bởi vì không có chánh pháp cho nên không chứng Phật. Chúng ta tu theo, bắt chước theo cũng không chứng Phật. Bởi vì chúng ta không đi vào cái đại thể của việc tu. Tu như thế nào để niệm Phật có kết quả? Sống như thế nào để việc tu chúng ta có kết quả? Những điều chúng đạo vừa nói là những cái chứng nghiệm tâm linh cho bản thân này, chứng minh trong cuộc sống. Chúng ta muốn đạt kết quả như ý trong việc niệm Phật, tu tụng, chúng ta phải sống như vậy đó.
và sống tròn bổn phận đối với anh em huynh đệ của mình. Thương mọi người như chính bản thân mình, phụng sự ba tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Lúc đó huynh đệ mới có cơ hội biểu lộ cái tánh đại từ đại bi của chư Phật. Tánh đại từ đại bi này sẽ giúp cho mình tròn cái nhân đạo. Mà nhân đạo đã tròn rồi thì Phật đạo chắc chắn mở cửa để chờ đón mình đó. Mà huynh đệ không cần phải xin xỏ điều gì, mở mắt dậy, nghĩ thiện làm lành, tụng kinh trì chú, có 8 chữ này thôi mà không làm được thì dứt khoát việc học đạo chúng ta không thể nào như ước mơ được. Nghĩ thiện làm lành thường xuyên thì đâu còn nghĩ tánh xấu nữa, phải không? Tụng kinh trì chú thì phát triển trí tuệ, nghĩ thiện làm lành thì tạo phước, phước huệ phải đầy đủ chứ. Mà người tu phải có đủ phước, đủ huệ thì mới phát triển, mới tiến hóa được, phải không? Thế nên nghĩ thiện làm lành để giúp chúng ta không vớ vẩn bậy bạ thế gian. Tụng kinh trì chú để giải trừ những oan gia trái chủ, giúp đỡ âm linh huynh đệ âm binh, siêu sanh tịnh độ và na đủ. Vừa có phước dương đức, vừa có phước âm đức, cho nên âm dương đầy đủ là công đức tròn đủ, phước báo cao dày. Người tu phải làm những điều này thì việc tu học mình mới có kết quả như mong muốn. Nam mô A Di Đà Phật. Trung đạo, cái thói quen của mình là nói chuyện đàm đạo với nhau để chia sẻ tất cả những cái chứng nghiệm, chúng ta cùng tiến hóa với nhau. Bên cạnh đó, huynh đệ cũng phải nói lại những điều, hỏi những điều cần thiết trong việc tu học của mình. Trung đạo không muốn có một chiều thâu vô mà không phát ra đó thì nó thiệt là bất công quá. Chúng ta cần phải hỏi nhiều vô, tu như thế nào để được tiến hóa, làm thế nào để bỏ được thói tật xấu. Trung đạo sẵn sàng chỉ và sẽ vui vẻ hạnh phúc để được chia sẻ. Mong được huynh đệ phải mở tấm lòng ra để cùng với Trung đạo đàm đạo với nhau, mà chúng ta cùng tiến hóa, cùng học hỏi với cùng trở về cha mẹ Như Lai của mình. Rõ không? À, Trung đạo nói như vậy huynh đệ có dễ hiểu không? Có dễ làm không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh. Cái câu đó muốn nghe đó. A Di Đà Phật. Rất là dễ, không có khó. Rất là tu, rất là, nếu mình hiểu được cái sự tu á, như vậy đúng cái khuôn á. Cho nên mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ngài nói á, nếu con theo ta, ta bước chân phải, con bước chân phải, ta bước chân trái, con bước chân trái, ta tới, con tới. Việc chi phải viết thêm cho nó phức tạp. Thì sư Trung đạo rị mỏ viết hoài, viết cái sự suy nghĩ của mình, mà đâu biết rằng sự suy nghĩ này là do cái sự gọi là thu thập kiến thức của những sách vở khác đó, cứ ngồi viết lại theo cái thứ tự của mình để mình hiểu mà. Nhưng mà càng viết càng ngu, bởi vì toàn là phàm trí không thôi chứ không có thánh trí. Mình lấy cái thuộc lòng của mình ghi lại mà sắp theo thứ tự, rồi ghi tên là Thích Giao Đụng Trung đạo á, thì mới hiểu được. Nếu đi theo ngài không cần phải viết, bởi chư Phật có bao giờ viết sách đâu, đúng không? Bây giờ huynh đệ có thấy ông A Di Đà viết cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Mẹ Quán Thế Âm viết cái cuốn nào chưa? Cho thầy một cuốn đi. Cũng đâu có đâu. Các ngài sống biểu lộ, sống với đạo lý để đạt tới chân lý. Chúng ta phải biểu lộ chân lý chứ không có lý luận suông. Nếu mình lý luận suông trở thành lộng ngôn lộng ngữ, hí ngôn hí ngữ, mình mở miệng là sách, mở miệng là sách, mở miệng là sách, trong khi mình chẳng có gì. Thuộc nhiều sách không có nghĩa là giỏi trong đời sống tâm linh. Thuộc nhiều sách chỉ là một con vẹt nói đi nói lại trong những từ ngữ mình đã luộm lặt trong sách vở. Tại sao gọi là sách vở? À, mình ngốn nhiều sách, ý tưởng của thiên hạ, của bá tánh, của phàm phu nhiều quá, thì tâm tư trí tuệ mình nó vỡ từng miếng một, mà không phải của mình, của người ta không à. Sách vở. Hiểu chữ sách vở chưa? Hạ sách là nó vỡ đó. Việt Nam mình xài chữ vô cùng tuyệt vời luôn. Xá, lợi. Hạ xá là có lợi. Cho nên mình xây ra cái chùa Xá Lợi. Tới xá với Phật thì có lợi lắm á. Đúng không? Gặp thầy, gặp cô xá. Xá là biểu lộ cái tánh khiêm nhường. Hạ cúi đầu trước huynh đệ ba tánh là biểu lộ tánh khiêm nhường. Mà tánh khiêm nhường này cho mình rất là nhiều cơ hội học hỏi. Huynh đệ đừng có tưởng đầu trọc áo vuông. Huynh đệ đây là Bồ Tát sống không à. Bồ Tát không ở trong chùa đâu. Nếu Bồ Tát vô chùa hết á, thầy chùa này đói hết rồi. Lấy gì ăn? Có làm ra tiền không? Không. Trên các ngày sắp xếp đầu trọc vô chùa ngồi hết, bá tánh Phật Bồ Tát ở ngoài, đến chi? Đem đồ cho thầy chùa Nico ăn chứ, thì mới có sức tu. Tu cho giỏi vô để hồi hướng công đức của huynh đệ, để làm việc cho bá tánh chúng sanh. Cho nên Bồ Tát vô chùa là mấy thầy cô đói hết.
Hiểu ý thầy không? Bởi vì cái lòng đại lượng, rộng lượng, khoan dung của các ngài đều là hình tướng của Phật tử, cư sĩ, bá tánh chúng sanh, mới mở cái hồ bao ra chia sẻ cho các chùa, cho các cô, các thầy có phương tiện ăn uống tu học, mặc quần mặc áo. Người tu đâu có làm ra tiền. Nếu mà tất cả kẹo hết thì mấy ông này là hơi đau tụng, sức đầu nói, đúng không? Cho nên Trung Đạo là người hiểu được việc này, cho nên rất là cảm niệm công đức, sự kính trọng huynh đệ cho Trung Đạo có một cơ hội tiến hóa. Cho nên hãy nhận của Đàn Na Tính Tí. Chú tôi thiệt là giỏi, 10 phần công đức người tu chỉ có một mà thôi, còn mấy ông kia ngoài kia hưởng tới 9 lần. Nhưng nếu Đàn Na Tính Tí đổ hết cho thầy, thầy nhận hết luôn, mà thì tu bê bối hả? Ác là 9 phần, còn huynh đệ bị 1 phần gọi là cộng nghiệp. Ghê chưa? Đừng có tưởng giỡn nha. Thấy vậy chứ không phải vậy đâu. Hiểu không? Cho nên huynh đệ há xá là thầy cúi đầu. Bởi vì huynh đệ là Phật sẽ thành, thầy cũng giống như vậy, cũng là một bá tánh. Nhưng bá tánh này cạo cái đầu mặc cái áo khác màu, khác kiểu thôi. Chứ thực sự lột ra hai thằng xà lõn cũng giống nhau y chang. Đúng không bác? Hai thằng đi bộ ngoài công viên mặc xà lõn giống nhau, có thằng nào chỉ có cái đầu trọc thôi, đội cái nón vô thì ai biết trọc chứ không trọc. Mình cũng là bá tánh bình thường, nhưng mà mình chấp nhận cuộc đời, hy sinh cuộc đời mình để làm lợi lạc cho bá tánh sanh, mà mình nhận của Đàn Na Tính Tí phải tu cho tròn, không thôi sẽ nợ không bao giờ trả hết được. Thầy nói cái đơn giản để hiểu là sợ liền. Trung Đạo có chùa bên Mỹ, hả, đệ tử tới cúng 100 đồng tam bảo thì cái tiền này không đụng tới của cái cô thủ quỹ, còn cúng dường cho thầy 50 đổ xăng thầy lụng vô. Tại vì tam bảo nó có 3 phần: Phật, Pháp, Tăng. Mình là trụ trì thì mình có quyền chứ, thì mình đại diện. Thành ra chúng ta phải cẩn thận. Một ngày tu học của mình là tiền của Đàn Na Tính Tí của chùa cung cấp cho mình. Cho nên phải trọn một ngày này, phải làm sao cho lợi lạc cho mình, lợi lạc cho người, lợi lạc cho quan gia trái chủ, lợi lạc cho của quyền thất tổ, làm lợi lạc cho chùa, thì mình mới làm đủ bổn phận người nhận của Đàn Na Tính Tí đó. Sự thật là phải thế. Cho nên Trung Đạo rất là cảm trọng, cảm ơn, cảm niệm công đức của huynh đệ đã cho Trung Đạo có cơ hội chia sẻ, và Trung Đạo ăn mỗi ngày mới có sức nói, mới có sức tu. Nên phải tu cho thật là đầy đủ để hưởng công đức lại các vị đã cho Trung Đạo có phương tiện cơ hội. Và phải biết nhớ, nhớ ơn. Cái ơn này ngộ lắm, mình nhớ hoài, nhớ hoài. Mình trả bằng cách là tu cho giỏi để chia sẻ lại chứng nghiệm tu tập, để không có mắc nợ. Đi nó nhẹ nhàng, nghe răng cười rồi xong. Không có dãy đạch đạch. Cho nên huynh đệ cố gắng tu, đừng có dãy đạch đạch. Ăn của Đàn Na Tính Tí là phải nhớ. Một ngày tu là một ngày rất là quan trọng, để mình được an lạc một ngày, đúng không? Một ngày để phải thật là an lạc, để chi? Để cái công phu mình nó được tính toán, kết quả tu học có được như ý. Là thế đó. Thấy chưa? Có quan trọng ghê không? Một chút xíu thôi là chết, trật chút xíu là chết. Người tu rất là quan trọng trong cách hành xử, đối xử, cư xử, tiếp xử, không thôi là phải tự xử. Nói như vậy luôn đó. Thấy ghê không? Ghê lắm đó. Thành ra huynh đệ để ý, Bồ Tát Phật sống, các ngài nói phụng sự bá tánh chúng sanh là bấy cho chư Phật. Bởi vì bá tánh là Phật, Phật là bá tánh, không sai. Cho nên mình làm việc cho bá tánh bằng cả con tim, trí tuệ, sức mạnh, là mình đang báo hiếu chư Phật còn sống. Báo hiếu chư Phật đã quá vạn, đã chứng ngộ. Chúng ta làm tròn bổn phận của mình thì chẳng có lỗi lầm gì, chúng ta ra đi rất là nhẹ nhàng, bởi vì mình không còn vay mượn điều gì cả ở thế gian. Cho nên mình bỏ gánh nặng rất là dễ dàng, đi rất là thoải mái, không còn gì để luyến tiếc. Rõ không? Trung Đạo chia sẻ tận tình để huynh đệ có cơ hội, chúng ta cần lấy thì lấy, không cần thì bỏ ngay tức thì, không luyến tiếc nó, để chúng ta không phải mang cái hành trang nặng nề đi trở về kia được. Rõ ràng như thế luôn. Cho nên huynh đệ cúi đầu chào Trung Đạo, Trung Đạo cúi đầu chào huynh đệ. Chúng ta kính trọng lẫn nhau, tôn quý lẫn nhau, để cùng tiến tu với nhau. Một câu chuyện rất là đơn giản. Trung Đạo đi khắp nơi gặp các thầy các cô đều cúi đầu. Mấy vị đó không cúi đầu cũng không sao. Huynh đệ phải biết rằng là
coi vậy chứ ngồi đây nè, ngồi đây nè, cúi đầu. Một ông thầy không có tu hành, chỉ mặc đào đồ vô thôi, mà làm chuyện có thế gian nhiều và vẫn mặc đồ này thôi, mà Bồ Tát bên ngoài cúi đầu chào hoài á, cái tôi của ông nó bự phình, một ngày nó có cái bùm xong luôn. Ông Phật không có chỗ ở, đi lang thang gọi là ma. Người ta cúi đầu đảnh lễ mình phải cẩn thận. Nếu mình coi như mình được như vậy đó, thì cái tôi mình sẽ to theo cái lạy của bá tánh. Nó càng ngày càng to, mình không biết ông Phật mình ở đâu hết á, chỉ biết mình thôi. Nếu nó không lại mình là mình sẽ tức, nó không xá mình sẽ giận, bởi vì nó hỗn. Hỏi lại coi mình xá người ta chưa, mình xá Phật sống chưa? Chưa. Đừng có nghĩ rằng là cái đầu này với cái áo này được mọi người cùng chào, không có đâu. Qua Mỹ nó coi mình như cái cục rác nào đó. Ở đây thầy cô còn nhìn quý chào phải không? Bên Mỹ à, ê khỏe không mày? Ờ mày đàm hôm nay mày làm gì rồi? Kêu mày không à? Nó vậy đó. Thì nó không cần biết thầy chùa hay ông nào á, mày tao hết. Thấy chưa? Chứ mình đâu có gì cái chỗ đó mình giận đâu. Hay là huynh đệ xá mình cũng đâu có vui, cũng vậy mình cũng xá lại, mình đáp lễ lại thôi, để biểu lộ cái tánh khiêm cung tôn kính của mình dành cho ba tánh chúng sanh. Mà ba tánh sanh chính là Phật. Cho nên thường bất khinh Bồ Tát dạy chúng ta gặp ai cũng cúi đầu đó. Ở đây ai tụng pháp hoa giơ tay lên coi. Ai tụng pháp hoa chưa? Có rồi hả? Vậy tụng pháp hoa học được cái gì trong pháp hoa? Pháp hoa là vua của các kinh, đúng không? Mình tụng xong mình làm vua của bá tánh ha. Không có hả? Vậy là Phật. Vậy cũng phước rồi đó. Khi mình tụng xong mình thấy vua là đời mình đen còn hơn là mắm nữa. Khi mình tụng pháp hoa mình thấy mình trên hết mọi người là mình vô cái địa ngục rồi đó. Cho nên ngài dạy mình phải cúi đầu trước huynh đệ. Các vị là Phật sẽ thành, các vị là Phật sẽ thành các. Bởi vì dạy cho mình cái cách khiêm nhường tuyệt đối với ba tánh chúng sanh. Cho nên cuốn pháp hoa quan trọng nhất là thường bất khinh Bồ Tát. Hỏi lại coi ai có học được cái bài này chưa? Chỉ có một bài duy nhất thôi mà phải học cả cuốn pháp hoa đó. Hỏi lại coi bao nhiêu vị biểu lộ được tánh thường bất khinh Bồ Tát chưa? Thấy chưa? Một bài đơn giản mà không ai học á, thì bá tánh chúng sanh chính là Phật. Phụng sự bá tánh là báo hiếu cho, là thế. Chứ không phải phụng sự bá tánh là báo hiếu cho mấy ông này đâu. Không có, không hề có. Rõ không? Nói gì là Phật. Đừng có giận nha, giận ráng chịu. Trung Đạo có viết một bài thơ, ngài nói rõ ràng mà chúng ta không chịu chấp nhận đó là sự thật. Ngài nói, ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Đúng không? Câu này lặp đi lặp lại cả thế kỷ này sang thế kỷ khác. Nhưng hỏi là coi mấy ai xài cái chữ này? Không ai xài hết. Trung Đạo viết thêm, ngài là Phật đã thành, còn ta là Phật tương lai. Bởi vì còn bám lợi danh cho nên chẳng thấy Phật sanh trong người. Thân người là đóa sen tươi, Phật luôn ngự trị tim người thế gian. Đường trần bể khổ mênh mang, tham danh đoạt lợi lầm than bao đời. Muốn thân khẩu ý thảnh thơi, định tâm định ý hỏi mình là ai. Mình là con của Như Lai, thân người tánh Phật chẳng sai bao giờ. Hãy cười như đứa bé thơ, giữ lòng không nhuốm nhiễm dơ bụi trần. Dạo chơi trong chốn phong vân, tánh tâm vẫn sáng như vầng trăng thanh. Nhìn đời với mắt long lanh, ở đâu cũng thấy màu xanh của trời. Trời cho ta một kiếp người, ta trời là một dạo chơi niết bàn. Niết bàn ở tại thế gian, tìm đâu ở tận chốn non ngàn. Ngay trong đời sống sao không thấy, thiên đàng địa ngục cũng ở trần gian. A Di Đà Phật. Tịnh độ ở đâu? Tịnh độ ở đâu? Hả? Ngay đây nè. Ngay đây luôn. Mình sống trong cõi này, mình sống trong tịnh độ hiện tiền, mình sống trong cực lạc hiện tiền, chính là cực lạc quốc trong này nè. Cho nên vui vẻ hạnh phúc một ngày như mọi ngày, ngày nào cũng như mọi. Nhật nhật cứ như thử ngày nào như ngày đó, tức là mình sống trong cõi cực lạc hiện tiền đó. Nếu mà không có cực lạc hiện tiền, đừng có hòng đi cực lạc bên kia. Không có đâu. Nếu mà đau khổ hoài, niệm Phật còn đau khổ hoài, thì khi chết dãy đành đạch đạch là cũng vô cảnh khổ thôi. Cái thức cuối cùng của người tu là sẽ cho mình về cảnh giới mình còn ôm ấp nó.
Chết rồi 23 năm sau vẫn còn mê một ly cà phê sữa đá. Trước khi chết, ba hỏi con còn thích cái gì. Nó dạ con thèm cà phê sữa đá. Đứa em gái nhào vô nói em cúng cho chị mỗi ngày. Chỉ có câu này thôi. Cô này ở lại tới 23 năm sau mới gặp thầy. Sáng ra phải có ly cà phê sữa đá, không thôi là sẽ kiếm chuyện nhập vô đứa em quậy tan nát cái nhà. Đứa em lấy chồng, thằng chồng chửi đứa em, nó nhập vô đứa em đánh thằng chồng. Nếu mà đứa em nó không cúng ly cà phê sữa đá ngày đó, đó là có chuyện lớn. Một ly cà phê sữa đá ở lại 23 năm, huống chi là một cái gì bự hơn. Ông sư ngoại của thầy ở lại cái chùa 28 năm, không chịu siêu, bởi vì cái chùa đó giao cho đứa cháu ngoại, cháu nội, đích tôn, mà sợ là nó sẽ làm hư chùa, cho nên ở lại canh chùa, ở với nó luôn, không chịu đi. Sư ngoại của thầy ở ngoài Vũng Tàu á. Nếu chúng ta tu niệm Phật mà không đạt tới cảnh giới tịnh độ của chính mình thì dứt khoát chúng ta không thể nào trở về cõi tịnh độ của chư Phật được. Đúng không? Tu niệm mà đây còn đau khổ, phiền não thì dứt khoát vẫn còn tâm phàm phu. Còn tu niệm mà sống với cái tâm chân như an lạc, hạnh phúc, vĩnh viễn thì chứng tỏ rằng mình đang nhập thể với cảnh giới tịnh độ cực lạc. Cho nên từ giờ trở đi hãy hướng vào tim của mình mà niệm Phật. Đừng phóng tâm ra ngoài kiếm cảnh cực lạc, trừu tượng, không hiện hữu, không thực thể. Niệm Phật mà tưởng riết sẽ sống trong tưởng thức. Và tưởng thức này sẽ thành hình ảnh cho ta vào cảnh giới không thực. Bây giờ mình biết mình là Phật, sống luôn cái tâm Phật của mình, biểu lộ cho bá tánh chúng sanh là mình đang sánh với Phật tánh của chính bản thân mình. Rồi ngày nào đó chính ông Phật của mình sẽ dẫn mình về cha của mình là Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc huynh đệ học đạo tinh tấn, nhìn biết bản thân mình là Phật để được sống với các ngài đã và đang sống, được làm những điều các ngài đã và đang làm cho bá tánh chúng sanh, được yêu thương mọi người như chính bản thân mình, được phụng sự bá tánh chúng sanh với lòng khiêm nhường tuyệt đối. Đó là tôn chỉ của chư Phật mà chúng ta phải noi gương. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thời gian còn lại, huynh đệ hỏi trung đạo trả lời, chúng ta cùng chia sẻ với nhau. Có dễ hiểu không? Vấn đề dễ hiểu không? Có làm được không? A Di Đà Phật, cảm ơn huynh nhan. Trong con mắt trung đạo, cho dù già trẻ bé lớn, trung đạo được cái phước là đều nhìn thấy Phật tánh của huynh đệ. Nhờ vậy mà trung đạo rất là hiền từ với huynh đệ, rất là cung kính huynh đệ là chỗ đó đó. Con mắt mình nhìn được rồi thì cái gì cũng vui hết. Trung đạo không có gì phiền, khó phiền lắm. Muốn chọi đá vô nhà trung đạo là mơ đi. Lụm tao giấu luôn, khỏi chọi lại. Ở dưới là Phật, quý đệ có hỏi gì thì hỏi nha. Mô Phật, con xin phép thầy. Quỳ lên con... để đúng cái nghi đi. Xin có một người hỏi là em đi chùa, em có hiểu là bốn chữ Nam Mô A Di Đà Phật là nghĩa như thế nào? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô là kính lễ quy về A Di Đà Phật. Ông Phật này ông tên là A Di Đà. Không thôi là thí dụ Nam Mô A Di Đà Chúa cũng được. Ông Chúa này tên A Di Đà. Con tên gì? Dạ thưa con là tên Nga, nhưng mà con Nam Mô A Di Đà Nga. Dạ. Ngồi xuống đi. Ảnh hỏi con vậy, con trả lời với ảnh như vậy. Con không biết con trả lời có đúng hay không. Hôm nay gì? Con có duyên thầy nên con muốn hỏi thầy để coi cái dạ đúng đó thì luôn luôn dùng chữ Nam Mô để mình biểu lộ sự tôn kính, mình quay về niệm danh hiệu của ngài để mình sống được như ngài. Chúng ta niệm Phật là phải sống giống mình niệm Phật, tức là mình kính quý cái tên này, mình sống giống như cái hạnh của ngài đó, đúng không? Thì Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, thì giống y như cái hạnh Quán Thế Âm Bồ Tát. 12 hạnh nguyện của ngài phải thực hiện cho đủ, trung đạo thực hiện đủ, không thiếu một điều nào hết. Quý đệ tụng kinh đến cái độ mà nhập pháp rồi đắc pháp mới là tụng. Niệm Phật đến cái nào mà nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Tu tụng, tu pháp nào đắc pháp đó. Mình biểu lộ hết những tất cả những gì mình đã học trong cái pháp này, biểu lộ cho tường tận luôn, mình mới đắc được pháp, mình mới nhập pháp rồi đắc pháp. Niệm Phật cũng vậy, phải nhập pháp rồi đắc pháp niệm Phật. Phải như vậy mới gọi là tu, mới có kết quả. Niệm Phật A Di Đà, con vị này tên là A Di Đà, ở sách vở là ở phương Tây. Còn nếu tu lộn thì về cũng Tây mà Tây Ninh. Con trả lời với ảnh vậy nè. Con nói Nam Mô Di Đà Phật có nghĩa là trong tâm ta lúc nào cũng có Phật. Là ta
Ok, cứ nói theo sự hiểu biết của con là được rồi, A Di Đà Phật. Không, vậy được rồi đó. Nói sao miễn anh đó vui là được rồi. A Di Đà Phật con. Thực sự huynh đệ mà hiểu được trung đạo nói cái điều này, huynh đệ nghĩ chắc trung đạo nói giỡn nói chơi. Huynh đệ biết thầy xuất thân từ đâu rồi, gia đình là công giáo, công giáo nòi luôn đó, từ ông cố cho đến ông nội đến bố là bốn, ba đời tới thầy là bốn đúng không? Thầy làm thầy chùa mà cả nhà thầy bây giờ vẫn còn là công giáo, mà đặc biệt giờ công giáo mà không đi nhà thờ nữa mà thắp nhang, thầy làm hết luôn, nghĩa là thầy chuyển hết mà vẫn không tu giống thầy được vì không ăn chay được. Anh của thầy là anh thứ năm, cách đây 4-5 tháng anh chết vì bệnh ung thư gan, mà trước khi chết đau đớn la hét sùm. Đây là cái chung trung đạo sẵn đây chỉ cho huynh đệ làm. Nếu trong gia tộc mình, trong gia đình mình có ai nằm mà rên la thảm thiết mà không chết được, huynh đệ làm một mâm cơm chay, trái cây, hoa quả, dĩa muối gạo, 6 ly nước, 5 cây nhang, cầu nguyện xong xuôi tụng thời A Di Đà cho em mình, anh mình, chị mình, mẹ mình, ba mình được an lành, được không còn rên la khóc lóc, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi ba mình được tiêu trừ, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi thân xác này được tiêu trừ, cầu cho quan gia trái chủ đang đeo đuổi người thân của mình được tiêu trừ. Tụng thời kinh A Di Đà xong rải muối gạo đi là nếu cái này có phước, một tiếng hồ sau hết rên la, hai ngày sau sẽ chết, không chết trong đau khổ. Thì trung đạo dựa vào cái điều này, ông anh mình là công giáo, chưa bao giờ biết niệm Phật, chưa khi nào niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là lời thật, việc thật của gia đình trung đạo đem chia sẻ với huynh đệ. Chúng ta chấp vô từ ngữ và niệm của mình quá, chứ mình thấy nó lạ. Còn trung đạo rất là cởi mở rộng lượng trong cái kiến thức. Cho nên đối với thầy trung đạo là Nam Mô A Di Đà Phật là một phương tiện để chúng ta tiến hóa. Anh mình là công giáo, nếu bây giờ ổng gần chết mà mình kêu ổng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ chống cự. Tại vì ổng nào giờ là niệm cầu nguyện Chúa không thôi, mẹ Maria không thôi. Bây giờ mình kêu Nam Mô A Di Đà Phật, ổng sẽ không chịu. Thì cái thức ổng sẽ chống đối. Mà ổng chống đối trong cái thức này rồi đó thì đi lạc, nó lộn xộn trước khi chết là không biết đi đâu. Nhưng trung đạo tụng, để mâm cơm tụng xong xuôi, rải muối gạo xong, để tay lên đầu anh mình nói, lúc đó ổng cũng còn tỉnh chút chút chứ không có mê lắm. Mình nói, anh Năm, anh niệm nè, anh nghe tôi đi, anh chết tôi lo cho anh đầy đủ hòm, mọi thứ tôi lo hết, anh yên tâm, anh cứ đi, anh niệm cho tôi Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa. Anh niệm đi, anh cứ nghe tôi lo hết, anh niệm Nam Mô A Di Đà Chúa. Mấy ngày sau kêu vợ tới, hey, 5 ngày nữa tao chết. Đúng 5 ngày sau anh của thầy chết. Lúc này thầy đang ở Vĩnh Long. Bà chị gọi xuống đấy, thầy ơi, anh Năm mới chết. Cái điều rời coi chân tay cái gì nó ấm nói cho thầy nghe. Bà rời chân thì lạnh như đá lờ lên đỉnh đầu, nóng hổi. Chúc mừng đã về với Chúa. Mà ở trong đó đâu có Chúa với Phật, ở đây còn tôn giáo trên kia đâu có. Hiểu không? Ở đây mình nói tôi giáo này giáo nọ giáo kia, ở dưới không có. Thứ một là chui vô cái lỗ đen thùi, chui ra kêu quên hết. Đầu thai đó, sao nhớ được mình đẻ ra còn. Giờ mới ai đẻ ra biết đạo gì nói nghe coi. Mới đẻ ra đạo gì nói, trai hay gái nói, biết chết liền. Mới đẻ còn không biết mình trai hay gái, công giáo, Phật giáo, Hồi giáo còn không biết nữa, chứ đừng làm gì mà biết. Phải không? Đẻ là trong trắng vô tư, ngây thơ vô tội. Nhưng ba mẹ mình theo cái gì mình theo cái đó, chứ mình đâu có quyết định đâu. Như nè, không quyết định, lớn lên quyết định đi chỗ khác thấy lợi lạc hơn. Thấy không? Nhưng mà đặc biệt là anh thầy là công giáo, mình niệm Nam Mô A Di Đà Chúa vẫn đi ngon lành như thường. Mà thầy không hề đứng đó niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho ổng đâu. Nói trong lỗ tai, mà cái miệng mình á, khi huynh đệ tụng kinh niệm Phật nhiều quá, cái miệng mình trở thành Phật lực. Khi mình kê lỗ tai người gần chết, cái thức nó kém lắm, cái năng lượng nó kém. Mình nói Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ không? Nam Mô A Di Đà Chúa, nhớ chưa? Ông gật gật cái đầu là cái chữ này nè, nó chạy trong cái đầu của người đó đó. Nam Mô A Di Đà Chúa, Nam Mô A Di Đà Chúa, thành một cái máy. Vì cái miệng mình nó có đạo lực, thành ra mình nói, cái thức nó nằm trong đó, nó quân điệu lại hoài. Thành ra khi đi cái đầu nóng hổi. Anh ruột của thầy đó mà là công giáo, niệm Nam Mô A Di Đà Chúa mà siêu đó. A Di Đà Phật. Thầy không nói vãng đâu. Ông còn phải bị xử cái tội ăn tầm bậy, nhậu tầm bạ chứ đâu phải không?
Cho dù mình giúp người ta mà đừng nghĩ rằng là mình sẽ vãng. Lấy tư cách gì? Nếu làm được chư Phật làm hết không tới mình đâu. Nhờ ai xí vô nghiệp chướng người đó phải chịu trách nhiệm đó nha. A Di Đà Phật. Thưa bác. Nam mô A Di Đà Phật, thấy không? Đây là cách phát âm Amitabha. Nam mô Amitabha, người Tàu á. Nam mô Amitabha, cái chữ Mi đó là người chẳng người Tàu. Chữ R không nói được, chẳng hạn như là Tỳ Lô, Tỳ Lô Giá Na nó đọc Tỳ Rô, đọc chữ R không được, đọc Tỳ Lô. Người ta đọc chữ R không được, người Tàu có người nói chữ R. Chữ con gái nói không được là con ngái, chữ gạo nói không được là con ngạo. Cái phát âm á, tiếng Tàu là Ami, đúng không? Việt Nam mình đâu có A-di-đà. Thầy đọc A-di-đà Chúa cũng sao, nó là A-di-đà Phật. Bác yên tâm đi, mấy cái chữ đó không thành vấn đề. Cái lòng của bác mới quan trọng. Mấy cái từ ngữ có thể thay đổi. Chẳng hạn thầy tụi niệm Nam Mô A Di Đà Chúa ai biết. Nhưng mà cũng đi về Chúa mà. Nhưng mà đi về đâu? Chỉ có cái ông đó mới biết thôi. Thầy nói bác đừng có dính vào cái chỗ là Ami hay A-di, miễn sao bác vui là được rồi. Bây giờ đi hay không đi là do bác quyết định. Còn bác, những người mà hộ niệm bác á, nếu mà bác để người ta hộ niệm cho bác á, thì bác mặt mũi nào còn nhìn chư Phật. Bác niệm Phật nhiều quá mà nhờ người ta hộ niệm là sao? Mắc cỡ chứ không biết mắc cỡ chư Phật à. Mình niệm Phật quyết định đi đâu đúng không? Mắc chứng như tới ngày gần đi cái nhờ huynh đệ tới niệm là sao? Không biết mắc cỡ gì không hay sao? Nên không cần ai á, tự đi luôn. Tự lực cánh sinh, chấp nhận mình là con cổng, mình có quyền quyết định đi đâu, không xin ai hết á, không nhờ huynh đệ tới niệm nữa. Nếu mình niệm Phật 30 năm sau nhờ huynh đệ tới niệm hộ niệm thì quá ư là xấu hổ với chư Phật. Biết mắc cỡ không? Biết mắc cỡ chứ, người tu phải biết mắc cỡ chứ. Niệm Phật 30 năm mà vẫn nằm rên rỉ rồi người ta hộ niệm cho mình thì quá ư là xấu hổ. Cho nên bác thoải mái, bác niệm sao cũng được, thầy chấp nhận hết, miễn sao bác vui vẻ chư Phật là đủ. Bây giờ thầy niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy qua Mỹ thầy dạy không Nam Mô A Di Đà Phật đâu có hiểu đâu. Thầy gặp người Mỹ á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà nó hiểu. A Di Đà Phật nói what, cái gì vậy, gì vậy, đâu có hiểu. Thầy gặp người Mỹ người Nhật là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó hiểu. Còn về Việt Nam A Di Đà Phật không hiểu, A Di Đà Phật họ hiểu. Có gì đâu, kể nó chữ nào cũng được mà, thấy không? Niệm bác vui là đủ. Dễ hiểu lắm bác ơi, thầy dễ vô cùng. Niệm sao không được hết trơn á. Huynh đệ tu, miễn sao huynh đệ vui hạnh phúc là tôn chỉ đầu tiên chúng ta phải có. Người tu phải hạnh phúc và an lạc. Còn người ta nói gì, niệm chữ gì trật không sao đâu, hiểu không? Bây giờ thí dụ nó nói màu đỏ, kệ nó đi. Mình phải nghe nó thôi, chỉ nó có quyền hơn mình. Cũng nghe vui mà đâu sao, nhưng mà trong đầu mình nghĩ màu xanh sao nó biết được. Thấy chưa? Kệ nó nói mình nghe không sao hết trơn. Mình nghĩ trong đầu sao người ta biết. Nhưng mà ông Phật cũng biết đó. Cứ dễ chịu thôi không sao, đừng khó chịu. Bây giờ mình tu vậy đó, mình tu như vậy nè, bạn mình nó cũng tu giống vậy. Nhưng mà cái trí tuệ, cái căn cơ, sự suy nghĩ, sự so sánh, sự chọn lựa, nó sẽ làm cho bị lệch một chút xíu. Nhưng cũng không sao. Chưa chắc đâu, thầy mới giải khí công có mấy tháng, cái thằng đệ tử thầy nó ra, nó chế thêm mấy thế nữa, thì bắt được thầy nói, ô mày giỏi quá ha, làm trật cái bài thuốc của người ta. Thì thiếu gì thế gian này, thiếu gì học được chút xíu ra viết thêm chút rồi. Thì đó gọi là tam sao thất bổ. Mà từ hồi ông Phật ông bỏ đi tới giờ là mấy tỷ 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 sao rồi, không biết bao nhiêu triệu 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 tỷ rồi. Thì có gì đâu, phải không? Mình là những cái nhánh nhỏ nhỏ nhỏ, cái lá nhỏ nhỏ, cái rụng về cũng về cái gốc Bồ Đề đó. Nhưng điều kiện là phải tu cho rõ ràng trong chánh pháp mới trở về gốc Bồ Đề được. Còn nếu vớ vẩn là gió thổi bay luôn, không bao giờ quay lại. Tu thoải mái, không bắt bẻ, không bắt lỗi. 1905, thầy nói cái điều này huynh đệ sẽ không bao giờ nghĩ, chắc ông này nói xạo lắm. 1905 ở Hy Mã Lạp Sơn, trong tận cùng, ở chính giữa của nước Tây Tạng, vị Lạc Mai là một tỉnh trưởng. Một tỉnh trưởng. Ngày xưa, tất cả các vị giới chức cao cấp của trong Phật giáo Tây Tạng, những vị mà có chức sắc lớn đều là những chính quyền Tây Tạng, chính quyền là tôn giáo. 1905,
Phật tổ có chuyện cần gặp vị huynh đệ này, nắm tay sau khi giảng một bài ngắn gọn. Nắm tay huynh đệ nó nói có một câu thôi: này anh em, khi mà anh em phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phê phán chính bản thân mình đó. Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, người tu theo Phật là trước xử mình sau không xử người. Dùng cái đức để hoán cải người ta, dùng cái đạo hạnh để hướng dẫn người ta, chứ không dùng bằng cái miệng hoặc la rầy chửi bới. Phật tổ không bao giờ la rầy mắng nhiếc ai, ngài chỉ khuyên mình: này anh em, một khi mình phê bình chỉ trích phê phán huynh đệ của mình là mình đang phê bình chỉ trích phán chính bản thân mình đó. Tại sao ngài nói câu này? Bởi vì ngài thấy được chúng ta là Phật sẽ thành Phật mà, phải không? Trong này đều có Phật, thì mình đang phê phán người ta là phê phán chính mình rồi. Bởi vì mình với người ta cũng có tánh thiêng liêng, mà tánh thiêng liêng là tánh chung của nhân loại mà, tánh này là tánh Phật đó, có phải không? Cho nên tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ, trước xử mình sau không xử ai hết. Mình xử mình chưa xong xử người ta, phải không? Đúng không? Cho nên muốn cho thế giới yên lành á, nó làm sao miệng nó vui là được. Hãy làm quá trước mình, nói nhỏ nhẹ, hay cùng tiến tu với nhau, chứ không được chửi bới chỉ mặt. Nó nổi điên lên nó bỏ tu là mình phiền lắm á. Người thầy mà làm cho đệ tử bỏ tu là ông thầy đã đọa trước tiên đó. Thành ra phải cẩn thận, trách nhiệm của người thầy đâu phải ít đâu. À, mũi dạy là lái chịu đoàn. Nói như vậy luôn á, trách nhiệm rất là lớn trong tâm linh. Về thế gian coi không ra gì, trong tâm linh là luật nhân quả không bao giờ tha thứ cho bất cứ một ai. Cho nên làm phải cẩn thận, nói phải cẩn thận, nghĩ phải cẩn thận. Luật nhân quả sẽ xử từng chút một, cộng trừ nhân chia ra kết quả, tự xử đi. Rõ ha? A Di Đà Phật. Chúng ta phải cẩn thận đó, người tu phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Tụng Pháp Hoa nhiều năm mở miệng rủa người ta một cái, mấy tháng sau nó chết ngủm cô đeo, chết không cha không mẹ không người chôn luôn. Huynh đệ của thầy á, rủa thằng cháu chút xíu 6 tháng sau nó chết ngoài đường đó, lấy chiếu đắp lại thôi đó. Mà tụng Pháp Hoa nhiều năm mà, mở miệng là chết người đó. Thành ra phải cẩn thận, cái miệng mình trở thành thần khẩu Phật khẩu, nếu rủa người ta trở thành ác khẩu á, người ta chết mình mang nghiệp. Nhớ không? Cái tôn chỉ của thầy là tiên xử bỉ hậu bất xử kỹ. Tổ Huệ Năng nói rất rõ, như Phật Tổ mới nói xong. Tại sao tổ tiên xử bỉ, trước là xử mình sao không xử ai? Hả, còn xử người ta là cái tôi mình nó còn, hả, cái tôi còn dứt khoát không học Phật Pháp được. Thấy không? Mình còn thấy lỗi lầm ta, tức là cái tôi mình nó còn. Còn Phật để coi không có la ai đâu. Ông ngồi yên kìa. Có la người nào không bao giờ la. Ông ngồi làm thinh, ông mỉm cười, ông làm thinh. Nó nói gì nói kệ nó. Chuyện của nhân quả mà mắc dính như tôi xía vô. Phải không? Chuyện của nhân quả. Chúng ta đi tu theo Phật là phải chấp nhận cái luật bất di bất dịch của vũ trụ là nhân quả. Không phải là nhân quả đâu nha. Bình thường đâu, nhân là 1 thành 4. Hả, nói xấu hưởng 4 lần, nói tốt được 4 lần. Không bao giờ ít hơn hoặc nhiều hơn 4 lần. Tất cả trở về là 4 lần. Trung đạo xác định là 4 lần. Có rõ ràng từ đâu mà ra là 4 lần nữa. Hả, nói bậy một cái, nghĩ bậy một điều thôi là 4 lần. Mà mỗi lần mình nghĩ, 1 phút mình nghĩ bậy 1.000 lần. 1 tiếng là 60.000 lần, 10 tiếng là 600.000 lần. Quả báo về là 2.400.000 lần. Trong 10 tiếng đồng hồ là 2.400.000 lần xấu. Là trong một ngày thôi, chưa kể một năm, một đời đi. Bao nhiêu đời nữa nó chồng chất, cái nghiệp chứng mình nó dày còn hơn là cái dãy núi Trường Sơn đó. Đó, mình tạo tác cỡ đó luôn đó. Thì mắc chứng như mình xử người ta, mình còn chưa xử mình xong đây. Thầy đâu có la đệ tử của thầy đâu, không khi nào la thương tụi nó hết mình hết mẩy luôn mà còn chưa đủ nữa. La cái nỗi điên về, cái trí tuệ nó cạn quá, nó về nhà nó nghĩ, nó buồn phiền, nó giận, nó không thèm tụng kinh, nó đau khổ, nó không thèm tụng kinh, mình còn khổ nữa. Hả, mình làm cho vài ba huynh đệ mà thối bồ đề tâm là đời mình bắt đầu cũng thối rồi đó. Thí dụ bây giờ tụm năm tụm bảy lên nói xấu một đứa, nói súng lại ăn hiếp một đứa, đứa đó nó bỏ tu là mấy đứa kia xuống dưới bị tính sẵn sàng hết. Cái tội làm người ta thối bồ đề tâm. Hả, nó thối mình thối theo. Hả, nó bỏ tu đùi đời mình thối. Thầy không dùng chữ thối, dùng chữ thối luôn là khỏi xài nữa. Đó không? Cho nên hả, mình nói xấu là cái miệng mình thối, lỗ tai nó, cái người nghe xấu cũng thối luôn. Mà hai đứa nó qua nó lại riết á, là bắt đầu cái lỗ tai thúi, cái miệng thúi, rồi đời sẽ thúi, bồ đề tâm cũng thúi quắc, rồi xong hết tu. Xuống dưới bắt đầu nó xử cái miệng thúi, cái lỗ tai thúi. Cho nên đàn bà chết, 3 ngày sau cái lưỡi có dòi. Đàn ông chết, 3 ngày sau con mắt có dòi.
chắc chắn là có dòi luôn. Mà tụng tu nhiều, một tuần sau con mắt không có dòi là tu tốt, tháng sau con mắt còn không có dòi là tu quá tốt. Người bà tu tốt, 3 ngày sau lưỡi không có dòi là tốt, tuần sau vẫn còn nguyên là đại tốt. Ráng tu niệm Phật tụng kinh sao mà cái miệng mình không có dòi là quá phước, con mắt không có dòi là quá phước. Biết lỗi tại sao rồi phải không? Cần phải thông dịch không? Không. Cho nên ráng tu niệm nhiều vô để cái miệng không bị thối. Thật ra nói lời tốt, làm điều tốt, nghĩ điều tốt, nhìn thấy tốt, cái gì cũng tốt. Huynh đệ mình là Phật, cúi đầu chào huynh đệ với lòng hạnh phúc an lạc để được chào, đó là niềm hạnh phúc nhất. Bởi vì cặp mắt mình nhìn thấy Phật tánh của bá tánh chúng sanh ngự trị trong từng hình thể một. Nên Phật tổ ngài nói rất là dễ thương, nhìn Phật tánh trên gương mặt của mọi người trong từng hình thể. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh đã ngự trị trong đứa bé đó rồi. Có nghĩa là vừa đẻ ra mình đã có Phật tánh. Phật tánh không xuất hiện khi mà từ khi Phật tổ chứng đạo, và Phật tánh cũng chẳng bao giờ biến mất khi Phật tổ bỏ chúng ta ra đi. Phật tánh có từ cái người đầu tiên trên trái đất này. Cho nên hãy nhìn Phật tánh trên gương mặt của mọi người trong từng hình thể. Một khi đứa bé chào đời thì Phật tánh đã ngự trị trong đứa bé đó rồi. Còn có nghĩa là chúng ta là Phật từ khi còn bé, nhưng lớn lên chúng ta bị thế gian pháp quá nhiều nên mình quên đi ông Phật của mình. Rồi mình chạy thế gian pháp, mình có cái trần gian tánh là sống tầm bậy tầm bạ, quên nhân đạo. Hãy quên nhân đạo thì không có lối về Phật đạo. Rõ không? A Di Đà Phật. Mời huynh đệ chúng ta cùng đứng lên hồi hướng công đức cho mọi phương nhà Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch trên Hòa Thượng Pháp Sư, thật là một điều diễm phúc vô biên khi chúng con được đón nhận một vị tôn túc từ phương xa về đất nước Việt Nam. Và điều đặc biệt hơn là Ngài đã hoan hỷ thương tưởng đến đạo tràng chùa Huê Lâm II chúng con mà chấn tích quan lâm về đây suốt hơn 90 phút đã qua. Hòa Thượng rất là hoan hỷ ban bố cho đạo tràng chúng con những lời cốt tủy của đạo Phật, giúp cho chúng con cũng như hàng Phật tử có một thêm tư lương quý báu trên bước đường tu nhân học Phật. Quả thật là giọt sữa Pháp được rót từ quy nguyên giáo Pháp, chúng con đón nhận bằng tất cả tấm lòng hoan hỷ, kính trọng, biết ơn Hòa Thượng. Chúng con nguyện tu học và sống thật tốt hơn. Chúng con không biết nói lời gì nữa để tỏ lòng tri ân dâng lên Hòa Thượng. Và giờ phút này, trước khi Hòa Thượng chấn tích về khách đường nghỉ giải lao, cho phép ban tổ chức cũng như Phật tử chúng con được dâng lên Hòa Thượng những lời cảm kính tri ân. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng an tọa cho chúng con ít phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch trên Hòa Thượng Từ Mẫn chứng minh, chúng con ni chúng và Phật tử đạo tràng chùa Huê Lâm II có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng Từ Mẫn chứng minh, thật là phước báo vô biên khi chúng con được đón nhận tấm lòng hoan hỷ từ bi. Hòa Thượng đã không ngại những Phật sự đa đoan đường xa chấn tích quan lâm theo lời thỉnh cầu của ni chúng và Phật tử đạo tràng chúng con về đây giúp đỡ sách tấn cho chúng con trong bước đường tu học phụng sự chánh pháp, và còn dành thời gian quý báu để bố thí cho đạo tràng Phật tử chùa Huê Lâm chúng con một thời pháp lạc, để cho chúng con trên bước đường tu học có thêm một tư lương quý báu để hành trì cho đúng như thế nào.
và làm thế nào để trở lại Phật tâm, trở về với Phật tánh, cứu độ hàm linh, hữu tình, quan gia, trái chủ. Đối với ân đức cao vời của Hòa Thượng đã truyền trao, chúng con không biết lấy chi để bày tỏ lòng tri ân kính đức, chỉ biết khắc cốt ghi lòng nguyện thực hành chánh pháp. Và chúng con cũng hướng về mười phương chư Phật, cầu nguyện ngôi Tam Bảo gia hộ cho Hòa Thượng pháp thân thường an lạc, Phật sự viên thành trên bước đường giáo hóa chúng sanh, luôn được trang nghiêm tối thắng kiết tường Phật sự. Và sau cùng, chúng con và hàng Phật tử cũng không biết lấy chi để dâng tỏ tấm lòng, chỉ có chút quà mọn tịnh tài dâng lên cúng dường, kính mong trên Hòa Thượng thương tưởng nạp thọ, để cho chúng con được ân triêm công đức. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên Hòa Thượng đã niệm Phật thay cho lời hứa khả chứng, chúng con vô cùng cảm kính tri ân và xin được đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái để gọi là báo đáp thâm ân trong muôn một. Nam mô A Di Đà Phật. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Hiện Tiền Hòa Thượng Ân Sư Giáo Hoa Tam Bái. Nam mô A Di Đà Phật.